Bây giờ anh phải chuyện đi bắt đầu ơi. Khoan nha. Mày cầm điện thoại ở đây đây. Mày đợi từ từ 30 phút mới có. Đó. Tình hình là vậy á, là bố cầm thấy rồi đó. Ai cũng quay lại sống bình thường. Không phải anh muốn hỏi em á, là anh muốn xác nhận là cái điều ngay tại thời điểm này cái xã hội Việt Nam nó giống như cái đám ôn hoàng hồng dịch lộn hồi nãy mà anh nói kiểu không? Có nghĩa là em là một người ở nước Anh mới về Việt Nam, em về mấy ngày rồi? Dạ cũng hơn tuần rưỡi rồi. Ok, thì em xác nhận với anh là hiện giờ cái xã hội Việt Nam và em đi ra ngoài, em ăn lẩu, em ăn đủ thứ rồi, nó bình thường không hay là có cái gì ghê gớm không? Không có gì ghê Rồi. gớm, tức là Rồi, cuộc ok, sống nó quay lại bình thường. bình thường, ok, Ai... rồi ok. Đây, anh muốn nói cái điều là trong diễn đàn này hình như là có bao nhiêu người ta không biết, nhưng cái điều là ở đây là một người ở nước Anh, quốc tịch Anh và hiện giờ đang mới về Việt Nam. Đây là người tên Minh, đàn em của tao, mới về Việt Nam và xác nhận với mọi người trên diễn đàn này Việt Nam vẫn ok, vẫn bình thường, sinh hoạt normal, có nghĩa là giống như mọi thằng, đúng vậy không Minh? Thì ta nói rồi, nó tức là vẫn còn người bán vé số, công nhận cái chuyện này vẫn còn người Không, giống như anh kiểu không như muốn là nói chuyện đó, anh chỉ nói là người ta không sợ dịch bệnh và người ta không có biết gì dịch bệnh cả. Ý mà anh muốn nói là những cái lúc này là họ đang đâm chọt vào Việt Nam về bệnh hoạn là đủ thứ chuyện trên đời cả và người ta e dè người ta, nhưng mà em về Việt Nam em cảm nhận như thế nào về xã hội Việt Nam? Thí dụ như người ta lo sợ, người ta rụt rè, người ta là tiếp xúc ít tiếp xúc với người nước ngoài hay là khá, nói chung là tất tần tật á, thì em thấy cái xã hội Việt Nam hiện giờ đang như thế nào, em cho anh biết. Đa số hỏi là người nào cũng chích được 3 mũi hết á, ít Rồi. nhất là 3 mũi. Rồi. Rồi có người phải đi chích mũi thứ tư mà họ từ chối, đó là quyền của Rồi. họ. Đúng rồi. Ừ. Như vậy thì anh mới xác minh được là cái người Việt Nam hiện giờ trong đất nước á, họ không quan tâm về cái chuyện mà chích ngừa hay không chích ngừa và họ không quan tâm về cái chuyện và ở sau gì cả. Theo anh biết á, những người thân của anh ở nước ngoài, ở Việt Nam này, họ bình yên và họ bình thường, họ sinh hoạt rất bình thường, vẫn buôn bán vẫn bình thường, không có gì gọi là phải lo lắng cả. À, theo em nghĩ thì đúng như vậy là không? Thì ai nói chung thì ai cũng có công việc phải quay lại, quay về phải quay lại để mà nuôi sinh cuộc sống đó. Thì nói chung thì dịch thì nó không bị ảnh hưởng gì mấy, những người xung quanh em tiếp cận em thấy vậy thôi, còn còn những chuyện lẻ tẻ thì cái đó Ôi, mình chuyện không lẻ tẻ chấp nhất làm gì, không quan tâm. mình không quan tâm. Rồi, ok. Nhưng mà Bây nói giờ chung á, qua mùa dịch này á thì mình thấy cuộc sống nó đa, đa đa số em hỏi ai cũng thú nhận mình được nhận được hơn được nhận 1 triệu đồng nè, ai cũng được mấy ký gạo trong mùa dịch, chứ không phải những người mà lên khai là thôi được bị. rồi. Anh cắt lời em cái điều đó, em xác minh cho anh hiểu là ngay tại thời điểm này Việt Nam vẫn là bình yên như vậy, có nghĩa là vẫn bình thường, sinh hoạt vẫn bình thường, đúng không? Ok, để Thì bố cầm ra tôi đường thay đi. mặt ta thứ như vậy ở trong cái livestream này tôi muốn nói với các bạn nghe này, ở đây là một thằng em ở bên nước Anh, nó mới về Việt Nam một tuần thôi nha, và cái sự nhận xét của nó trên không gian mạng đó là một sự đánh giá, chứ nó không phải theo kiểu như mọi người mà nghe những cái lời lời những cái thứ khốn nạn mất dạy giống như kiểu như ngày nãy. Ở đây tôi muốn nói cái điều này là cái xã hội Việt Nam nói chung và cá nhân nói riêng, có nghĩa là anh chàng này
mới về Việt Nam một tuần nha. Đây là thằng em của tôi, nó tên Minh, ở bên Anh mới về một tuần và hiện giờ đang sống ở Việt Nam. Và nó nhận xét như thế nào thì tất cả các bạn đều nghe rồi, không cần mọi giải thích nữa, đúng không? Còn cái những cái chuyện mà sao nữa em nói đi. Trong chuyến chuyến bay về là con có quay cái cảnh mà mấy người Tây đi á, là nó đông đông đầy đầy máy bay luôn á. Có nghĩa Thì là người tôi hỏi Tây, đi, là người Tây anh muốn người hỏi, ta anh muốn hỏi về em điều về này: thăm Việt người Tây từ ở nước Tây về Việt Nam hay là Việt Nam về Tây? từ Tây về đi du lịch Việt Nam Rồi, trong chuyến bay đó. ok. Nè, nghe nhắc lại, bởi thằng này nó nói tiếng Việt nó hơi ngỡ ngàng, nó hơi lộng cộng, mình dịch nó chút xíu nè. Trên chuyến bay của nó, người nước ngoài về Việt Nam đông hơn khách ở Việt Nam về. Chính xác, Hiểu, có hiểu, người hiểu, già và hiểu. có người Có trẻ nghĩa là luôn những chứ người không phải ngoài là là, đã đúng rồi, người già, người trẻ, người nước ngoài về Việt Nam tham quan du lịch đông hơn khách của người Việt Nam đi chuyến máy bay đó. Nói như vậy là các bạn hiểu rồi, ok. Rồi, có em tiếp tục. Rồi em nói thôi mình lên mình muốn đi. muốn chia sẻ về cái chuyện mà mấy ông là bên bên phương Tây nè. Thì người ta nói là lý do mấy người này bị vô gia cư là tại vì họ bị bệnh bệnh bị bệnh hay bị dính ma Bệnh túy. nhiều lắm. Thì Đúng. mình cũng công nhận cái chuyện này có, nhưng mà theo em nhớ lúc mình mới mới được định cư qua bên Anh đó, là hầu như mình không có thấy cái cảnh mà người không là gì cả. Và mình từ từ 2000 đi, 2000 đó mình mới bắt đầu thấy những người bị homeless, bị vô gia cư, là lý do gì, lý do kinh tế khủng hoảng trong thời điểm đó. Đúng rồi. Vậy 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 thì vậy thì mình người ta nói là tại vì mấy người này dính ma túy, hay bị bệnh tâm thần, không mấy ra ra đường ở. Ủa, cái chuyện bệnh tâm thần hay dính ma túy đâu phải là hiện giờ đâu, nó có từ từ thở từ 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 cố từ xưa của người ta, phải bây giờ nó mới có đó. Mình muốn chứng chứng minh đó là nó liên quan đến kinh tế và liên quan đến nhà cửa. Hiện giờ là bố mà muốn xin nhà xã hội là hầu như là nó không có cho những người trẻ, nó chỉ ưu tiên cho những người gia đình có con cá Mà bây giờ con nó nhỏ không thôi. còn nữa đâu. Nó không nó, Chương trình nó rất là hiếm. chương trình thì có nhưng mà không bao giờ cấp phát, là bởi cái chuyện đó là thất thoát người quỷ. Thôi ta hiểu rồi đó rồi, tôi có nghe là gì mà nó chỉ là một cái bánh vẽ mà chính má tao nè, má tao là ở mấy chục trăm vẽ đi, tức như là cái là kêu là nhà gia đình, nhà low income, nhà income là nhà thu nhập thấp, nhà nước hỗ trợ, cái gì vậy. Thì cái chuyện đó nó cũng xưa lắm rồi, mình không bàn cãi chuyện đó nữa, mình không bàn cãi chuyện đó, mình chỉ bực ở cái chỗ này nè. Nó hay so sánh Việt Nam mình vào mà những cái nước tiến, những cái nước phát triển, đã phát triển, và nó không hiểu được gì đó, nó không hiểu được là Việt Nam như thế nào, Việt Nam thế kia để thấy vậy, nó không hiểu. Và nó chút nào đúng không, nó cũng công kích để thấy vậy, giống như tao vậy đó. Nó chấp nhận tao là việc lính Việt Nam Hoàng nhưng mà nó tao là bưng bô, đúng không? Tao thấy sao tao nói vậy mà nó vẫn tao tao là bưng bô, thì tao muốn chứng minh là cái điều là tao bưng bô hay là không bô là tao lợi dụng qua mày. Có nghĩa là khi em về Việt Nam em có thấy cái cảnh gì mà nằm homeless ngoài đường và chăn màn chăn ghiếu mà để mà họ nằm lết ngoài đường giống y chang bên Mỹ không, hoặc là bên Anh không, có hay là Không không? Rồi. có nhưng mà nó rất là số lẻ tẻ, hầu như mình ra đường mình không thấy. Rồi, ok. Em anh, đó đó là một người nước Anh về Việt Nam
tham quan ở Việt Nam và người ta xác nhận là không hề thấy. Đủ trả lời cho tụi bay chưa? Đây là ta không, ta đang ngồi nước Mỹ nha, ta không phải là ở Việt Nam nha, nhưng mà thằng em nó về Việt Nam, đang ở Việt Nam và về mới một tuần mà nó là người nước Anh, tiếng Việt nó còn chưa là ông cộng, nó là ông cộng chưa, nói như vậy tôi hiểu là thật hay là không thật. Anh hỏi em một cái câu này nữa, thế thì em về Việt Nam một tuần lễ đây, có ai mà kỳ thị, có ai mà ghen ghét, có ai mà làm gì em để mà bị phiền không? Không có. Rồi, ok là 2 điểm. Cái thứ ba nữa, em cảm thấy em bị sốc hay cái gì mà cảm thấy là em cảm thấy em không hài lòng ở đất nước Việt Nam không? Sốc rồi. Sốc có nghĩa là làm mình thì khó chịu mà em cảm thấy là em không bằng lòng cái điều đó mà người ta bắt buộc em về. Thí dụ như họ tấn công tình dục em, có một đứa con gái đẹp nào đó, gì kỳ, tao nói thiệt bởi vì kỳ, thí dụ họ tấn công em, anh ơi em thích anh này, em nhào vô là Tức thấy là nó quấy nó quấy rối. là mình quấy rối mình Trời hả? ơi, có không? Không, mình ra đường thì người ta chắc nhìn mặt mình, người ta biết liền là mình người nước ngoài rồi. Là nói chung á, em đi ăn á, thì chưa bị chém. Rồi, ok. Nói chung là em chưa bị một cái chế tài gì. Có nghĩa là em đi ăn, người ta tính 5 đồng gì đó, người khác thì em cũng tính 5 đồng thôi, không có gì hơn phải không? Không có gì hơn. Rồi, Và báo ok. cáo năm nay là nói chung đi đâu ăn mình cảm giác rất là ngon, Thoải mái. nó kỳ lạ Thoải thoải mái không? vậy. Năm năm nay á, con đi ăn là nói chung là không bị tiêu chảy gì hết á, nó rất là bình thường. Nó Cảm có giác chỗ nào nó làm rất là cạnh tranh, rất là sòng phẳng. có nghĩa gì, ý mày muốn nói là cái vệ sinh thực phẩm ok phải không? Rồi, ok. Như vậy hồi nãy vậy các người hiểu rồi gì? Đây là một người nước ngoài mới về Việt Nam.